Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đinh Ba Búa nha. Thì hàng nông cơ cắt cỏ đồ nó chưa có dời đâu nha các bạn. Cho nên là Đinh Ba Búa mình xuống bãi này bán nha. Hàng này là của mình cổ phần với thằng em nha các bạn. Cổ phần góp vốn với thằng em bán. Hàng này nó cũng mắc tiền lắm bạn, hàng đặc thù nha. Thì cái hàng đặc thù này các bạn lưu ý nha. Hàng này nó dông mà bán buôn thì không chơi nổi đâu. Mấy anh em nông cơ chắc sợ không chơi nổi đâu bạn. Tại hàng này nó mắc tiền lắm nha các bạn, hàng nằm. Thì mình giới thiệu với các bạn nha. Thì con này nó là con Isuzu gấp gỗ nha các bạn, gấp gỗ 10 bánh nha các bạn. 10 bánh. Động cơ Isuzu con này nó tới ba mấy nha các bạn. Thì con này mình dọn lại rồi nha. Con này là gấp gỗ nha các bạn. Động cơ Isuzu. Hàng này là bên mình đã dọn lại và kiểm tra test tiếp ngon lành rồi nha. Thì hàng nông cơ nó không dời các bạn, cho nên là Đinh Ba Búa mình bán cái hàng này nha các bạn. Hàng này hồi xưa giờ mình vẫn bán, nhưng mà mình để cho thằng em mình nó bán bạn, nó đứng ra nó bán thôi chứ mình không có bán nha. Mình kiểu như mình đầu tư thôi. Bây giờ hàng nông cơ nó không có giờ hàng cắt cỏ rồi nó không giờ, nên Đinh Ba Búa mình bán phụ bán với nó nha các bạn. Rồi, thì con này nó là con Isuzu ba máy, ba động cơ, ba piston nha các bạn. Con này chuyên gấp gỗ nha. Thì các bạn mà cần mua những cái hàng đặc thù như vậy, hàng này nó mắc tiền lắm nha các bạn. Nó không, hàng này hiếm nhất thị trường Việt Nam, không có con này, không có đâu. Chỉ có bên mình mới có thôi nha, cho các bạn đi tìm luôn. Cả nước Việt Nam không có luôn nha, hàng hiếm. Con này mình mới đóng bên Nhật giờ cách đây khoảng một tháng thôi bạn, nửa tháng thôi. Bên mình đã dọn lại rồi nha các bạn. Dọn lại kiểm tra lại hết rồi. Thì con này là chuyên gấp gỗ nha các bạn. Các bạn mà muốn xem kỹ hơn mà để mà coi kỹ hơn á thì các bạn liên hệ cho bên mình nha. Liên hệ cho Đinh Ba Búa mình nha. Các bạn hàng này các bạn đừng gọi cho thư ký nha. Cái này các bạn phải gọi trực tiếp cho mình nha, để mình lát mình để số điện thoại cho bên dưới tiêu đề nha. Rồi các bạn gọi trực tiếp cho mình nha. Thì con này nó chuyên gấp gỗ nha. Các bạn mà muốn mua con này mà để mà vô coi trực tiếp luôn tại nhà thì các bạn cứ vô nhà mình nha. Mình lo ở, lo chỗ ăn chỗ ở luôn cho các bạn coi, coi thoải mái luôn nha. Không mua không sao nha các bạn. Cho các bạn coi thoải mái rồi thử test máy thoải mái luôn rồi. Hàng này mình có gửi đi cả nước Việt Nam luôn nha. Các bạn thích ở từ Bắc vô Nam là các bạn muốn gửi kiểu nào mình cũng gửi được hết nha. Bên mình có xe vận tải gửi từ Bắc vô Nam luôn nha các bạn. Có xe vận tải chở tận nhà cho các bạn luôn. Nhưng mà các bạn phải đặt cọc nha. Thì con này nó là động cơ Isuzu nha các bạn. Hiệu nó nè. Mã số nó đây bạn. Isuzu 3 piston nha các bạn, 3 máy nha. Con này nó 3 cầu nha các bạn, 3 cầu 10 bánh. Bánh của nó nè bạn, thì lớp cao su rồi nè. Cho bạn nhìn cầu bên dưới nè. Cầu thông số nó nè các bạn. Để mình quay kỹ cầu trước nữa nè. Đó, cầu trước, cầu sau. Con này giá nó mấy trăm triệu lận nha các bạn, chứ không phải là mấy chục triệu đâu nha. Các bạn đừng có tưởng mấy chục triệu rồi gọi nha, mất công. Giá nó nói chung là không mấy trăm, nhưng mà dưới tiểu học nha các bạn. Dưới tiêu học. Rồi. Thì con này thì bao với các bạn là hàng độc nhất Việt Nam luôn nha các bạn, hiếm nhất luôn. Con này mình bên mình đóng bên Nhật giờ luôn là hàng độc nhất Việt Nam luôn. Không có con nói chung là cả nước Việt Nam này chỉ có hai con thôi các bạn, hai con thôi, đóng giờ hai con thôi. Công đóng giờ hai con thôi. Tiền phí vận chuyển đồ giờ Việt Nam mình cũng cao lắm bạn. Đây. Thì hàng này nó đặc thù thôi các bạn, hàng nằm, hàng đặc thù. Nó ở trước đằng trước nó có cái kéo nữa nè. Động cơ của nó là của Isuzu nha các bạn. Isuzu thì các bạn biết rồi, động cơ Isuzu nha. Trước nó có tời nè các bạn. Thì bên mình đã dọn lại và kiểm tra lại ngon lành rồi nha, chuẩn chỉ hết rồi. Nếu mà các bạn cần thì có thể vô tại thì Đinh Ba Búa mình là ở Lâm Đồng nha các bạn. Thì các bạn cần vô đây thì gọi cho mình nha. Mình để số điện thoại bên dưới tiêu đề nha. Mình hoặc là gọi Zalo video cho mình cho các bạn xem máy luôn, xem kỹ test đồ kỹ luôn, rồi các bạn đặt cọc cho mình nha, chuyển trước khoảng 20% nha các bạn, rồi mình ship về tận nhà cho các bạn nha. Từ Bắc vô Nam nha, các bạn thích ở đâu mình gửi ở đó nha các bạn. Thích ở đâu mình gửi ở đó. Thì con này nó chuyên gấp gỗ nha các bạn. Đây. Quay cho các bạn xem nha. Tuy nó chưa bị chày mà tiền này sẽ dở gì chạy các bạn. Cái đồ chỗ này là chỗ để gấp gỗ này các bạn. Nó dùng bằng dầu lực.
thủy lực dầu nha các bạn. Nói chung đồ này thằng em mình nó chiên các bạn. Còn Đinh Ba Múa mình thì các bạn muốn cần tư vấn rõ hơn thì gọi video đi các bạn, gọi video trực tiếp nha. Nói chung hàng mắc tiền thì các bạn phải trực tiếp nha. Cái này ngồi bên tay phải nha các bạn, ngồi bên tay phải. Đây nó có cần số đọc nữa nè. Đây bên nó có con nữa nha các bạn. Đó, con này nó như ô tô các bạn. Con kia là ga kìa, thắng ga thắng đập con. Và số đây đó, nó như ô tô thôi. Ngồi bên tay ngồi bên này nha, ngồi bên tay phải luôn chứ không phải ngồi bên, ngồi bên tay phải các bạn. Đây đồ nó đây. Rồi thì con này giá của nó, nói chung trên này mình không có báo giá nha. Các bạn mà có yêu cầu, nhu cầu thì mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho Đinh Ba Búa mình luôn nha. Thì số điện thoại mình để bên dưới tiêu đề nha các bạn. Thì nếu mà các bạn mà muốn coi kỹ hơn á, thì các bạn có thể vào nhà tận nhà mình luôn, đốt xe tận vào nhà mình luôn, mình nuôi ăn nuôi ở cho các bạn, cho các bạn xem luôn, xem kỹ xong rồi các bạn ưng thì lấy nha, không ưng thì thôi không sao hết. Rồi con này nó chuyên gấp gỗ nha các bạn. Bên mình đã làm thùng đây nè, thùng lại rồi nha các bạn, thùng này, tấm này là bên mình làm lại rồi nha, tấm này đó. Rồi động cơ là của Isuzu nha các bạn, nó ghi là FMV này 250 nè các bạn đó. Rồi con này giá. Rồi bây giờ mình quay qua mấy con xe rùa nha. Thì con này mình quên báo nó là ba cầu nha các bạn, ba cầu 10 bánh. Động cơ Isuzu ba máy nha các bạn, ba máy, ba trái bít tông đó các bạn. Cầu của nó nè, đây đó nhíp. Rồi bây giờ mình quay qua xe rùa nha các bạn. Thì các bạn có nhu cầu mua xe rùa thì đây các bạn, xe rùa đây. Thì xe rùa thì nó tùy loại nha các bạn, nó đa số này là máy xăng, máy xăng nha. Rồi thì nó máy xăng thì đây các bạn, máy xăng, cái con màu vàng này là máy xăng nha các bạn, máy xăng. Còn những con này là máy dầu nha các bạn. Bạn nào mà thích máy dầu đây các bạn, đó máy dầu nha. Bạn nào thích máy dầu thì lấy những con đây nè, những con đây là máy dầu nè các bạn. Thì những con này nó là bánh xích nha các bạn, bánh xích có ben nha, có trọng ben luôn, bánh xích có trọng ben. Trọng lượng của nó thì cái con màu xanh này nè các bạn là nó chở được 1 tấn nha các bạn, trọng lượng nó chở được 1 tấn. Con này cũng vậy nè, chở được 1 tấn nè. Còn cái con này nè, cái con Robin này nè các bạn là nó chở được 500 kg nha. Con này nó gọn hơn nha các bạn, nó nhìn nó gọn hơn nè. Đó. Nó chở được 500 kg. Con này nó có cuộc đời luôn, Robin nha. Thì mình quay sơ sơ thôi, các bạn mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho nó dễ nha các bạn. Mình chụp hình gửi Zalo và nói chung mấy hàng này bên mình là bán lẻ nha các bạn, bán lẻ nha. Thì bao cho anh em là giờ là từ A tới Z hết rồi nha các bạn. Có nghĩa là bên mình bán giá lẻ, giá lẻ là giá đã kiểm tra dọn ngon lành bao sống hết đó các bạn. Ngon lành từ A tới Z rồi nha. Nên là giá nó sẽ cao hơn là giá hàng bán, hàng si đa, hàng chưa có dọn nha. Hàng chưa dọn thì giá nó khác, nó rẻ. Còn hàng bên này là hàng bên mình đã bao sống từ A tới Z rồi, dọn ngon lành chuẩn chỉ hết rồi nha các bạn. Nên là giá nó cao hơn. Đó là các bạn lưu ý nha. Thì máy dầu này, con này 1 tấn này, này 1 tấn, con này chở được 1 tấn đó này, máy dầu nè. Số nó nè các bạn. Đó. Rồi. Đây nè, xe rùa này là xe rùa, không phải cái này nó không phải chạy bánh xích nha các bạn, mà nó chạy bánh 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 tròn. Đây bánh xích nè các bạn, đó. Con này bánh tròn nha, bánh tròn. Hàng này bên mình cũng dọn chạy ngon lành hết rồi nha các bạn. Ngon lành hết rồi. Đó, dọn ngon lành hết rồi nha. Các bạn giờ một là các bạn bán lại hồ, hai là các bạn mua giờ có thể làm việc gì đó cũng được. Tại hàng này hàng nằm nha, hàng nằm đó các bạn. Bạn lưu ý nha, hàng nằm nó không giống như cưa gắt cỏ đâu nha. Bánh xích nè. Đây bánh xích nè các bạn. Rồi các bạn mà muốn cần hiểu rõ hơn đó, là các bạn phải gọi cho mình hoặc là các bạn tới tận nơi cũng được luôn nha. Tới tận nơi luôn, bên mình sẽ tư vấn cho. Đây máy dầu nè các bạn, máy dầu. Bánh xích nha các bạn. Con này nó gọn nè. Con này đứng đây nè bạn, đứng này, đó, đứng đây. Ừ.
Đây. Hàng này rồi giờ mình giao cho thằng em mình nó bán đó bạn, cho nên là mình chỉ quay sơ là các bạn mà muốn chi tiết rõ hơn thì gọi cho mình. Rồi mình báo giá nha, mình không có báo giá nha các bạn. Mình báo giá cho các bạn. Con này hàng Giang Ma nha các bạn. Máy dầu các bạn. Bên mình bán là bao cho các bạn là dọn hết rồi nha, ngon lành chuẩn chỉ hết rồi. Giờ các bạn không phải dọn lại đâu nha các bạn. Bên mình đã bao từ A đến Z rồi. Còn phí vận chuyển là bên mình chỉ hỗ trợ một ít thôi nha các bạn. Tại hàng này là bên mình có xe tải giao tận nhà cho các bạn luôn, không phải gửi bưu điện đâu nha. Hàng này bên mình sẽ gửi bằng xe tải nha các bạn, không phải gửi bưu điện đâu, có xe tải luôn, giao tận nhà cho các bạn luôn á. Con này là xịt thuốc nha các bạn, xịt thuốc. Đây nữa các bạn, xịt thuốc nữa nè. Hàng hàng này nó là Giang Ma Kubota, nó nhiều hãng lắm các bạn. Xịt thuốc nè, con này nó 1 2 3 cầu nè các bạn, 2 4 6 bánh. 6 bánh các bạn. NC 200 nè, 2000. Máy dầu luôn nha các bạn, con này máy dầu luôn. Những cái hàng máy dầu là hàng mắc tiền các bạn, tại vì đã gọi là máy dầu của Nhật là nó mắc tiền lắm các bạn, nó không như máy xăng nha. Máy xăng thì nó rẻ hơn. Tại vì máy dầu nó phức tạp hơn, nó giống như ô tô các bạn, xe ô tô mà máy dầu nó mắc hơn xe ô tô máy xăng mấy trăm triệu lận, nó mắc tiền hơn. Thì xe này nó cũng vậy các bạn, máy dầu nó mắc tiền hơn máy xăng nha. Đây, con này thì hàng này là hàng này nguyên rinh nè các bạn, chưa có dọn nè, nhưng mà nó dời bên Nhật nó dời sau là y chang gì luôn nha, nó mới ken gì luôn nè. Hàng nguyên rinh luôn nha. Này, máy động cơ của nó nè. Tem bọng nó còn nguyên si luôn. Con này đẹp nè các bạn, thấy không? Mới ken luôn, hàng chưa hàng bên Nhật nó dời là chạy luôn đó các bạn, con này nè. Đẹp đó. Nói chung hàng này nhiều con dời phải dọn nha các bạn, nhiều con dời là phải dọn lại. Còn nhiều con giờ là không phải dọn đâu, giờ nó chạy luôn các bạn. Thì nói chung hàng này là sắt của nó sắt dày mà các bạn, nhiều khi nó cũ á thì bên mình cũng phải sơn lại nữa, dọn lại. Đó nó rỉ rỉ này, mình trà sơn, nhưng mà nhiều con nó như vậy là đỡ luôn này. Đó. Hàng này thì khi mà các bạn mua chốt đơn đặt cọc là bên mình sẽ cho thợ gara nha các bạn, thợ này là thợ chuyên về ô tô luôn. Là dọn kiểm tra, nói chung là thợ chuyên dời máy này luôn nha các bạn, kiểm tra ngon lành rồi mới gửi đi cho các bạn nha, là bóc lên xe tải gửi đi cho các bạn luôn. Bên mình có một đội ngũ gara nha các bạn, thợ gara luôn, kiểm tra rồi ngon lành hết nha các bạn, nói chung hàng kiểm tra ngon lành hết luôn mới gửi đi nha. Ti nữa này. Đó, trọng ben con này là bánh xích nha các bạn, bánh xích. Rồi, con này là con này to nè các bạn, xích như xe tăng luôn nè. Con này to lắm nha các bạn, như xe tăng luôn. Con này nó cao khoảng gần 2 mét đó các bạn, chiều cao của nó mét mấy á, mét rưỡi luôn á. Chiều cao con này nè, như xe tăng luôn. Đó. Chỗ này là chỗ để bình ắc quy các bạn. Thì mình tháo bình ra rồi. Bình thì bên Nhật nó giờ nhiều con bình nó bị hư các bạn. Nó để lâu quá, bình nó hết bình rồi. Thì mình bên mình sẽ gắn bình Đồng Nai nha, bình mới vô cho các bạn luôn. Nói chung là mình gắn bình mới luôn. Thường những con hàng này nó có đời các bạn. Con này là chưa dọn nè, con này chưa dọn đâu nha. Đó. Hàng này chưa dọn đâu. Các bạn mua là bên mình sẽ dọn nha, dọn là kiểm tra chạy ngon lành hết rồi mình mới giao nha các bạn. Có nghĩa là mình sẽ bán là cái giá dọn rồi đó các bạn, giá nó sẽ cao hơn là hàng chưa có dọn đâu. Nên là giá nó cao lắm nha các bạn, là hàng dọn lại là mình phải tính công thợ nữa, công cán rồi nữa nha các bạn, chứ không phải chứ không ai đi làm không đâu bạn. Rồi. Con này thì 2 4 6 8 bánh nè bạn, 8 bánh. 8 bánh này, máy dầu, động cơ. Này, động cơ nó này bạn. 3 máy nha, nè, 3 máy. Các bạn cần hiểu rõ hơn, cần tư vấn kỹ hơn thì cứ kết bạn Zalo với mình nha. Hàng này các bạn đừng gọi thư ký nha, nó không có biết gì đâu. Thư ký nó không biết gì đâu nha các bạn, cứ gọi trực tiếp cho mình. Đây mình có con máy, con này nó nâng lên tới tận mây xanh này. Con này dành cho mấy chị em mà thích selfie các bạn, chụp gọi là cái gì ta kêu cầu thang lên, bước lên trời các bạn. Đó,
con này là gắn cái cầu thang vô nữa bước lên trời, không cần đâu, hạ nó xuống, hạ ben nó xuống, sau gắn cầu thang vô nâng mấy chị lên cho mấy chị chụp hình. Đùa, con này mà đưa vô khu du lịch được nè, cứ cho mấy chị leo lên đó xong rồi nâng mấy chị lên cho mấy chị chụp hình xong rồi thả mấy chị xuống thôi đó. Con này đầu tư, mấy anh em nào làm khu du lịch đó đầu tư con này là đúng bài luôn nè. Đây, con này nó nâng lên hay lắm bạn, đó nó nâng lên đó bạn, nó nâng cao lên, hàng của Nhật hết nha các bạn, hàng Aichi. Con này đây bên mình đang bỏ bình ác quy vô nè, đang kiểm tra lại bạn, hàng bãi mà giờ là phải kiểm tra lại hết nha rồi mới giao đến tay các bạn nha. Thì hàng này nó là hàng đặc thù nha các bạn, cho nên là dân mà gọi mà người mà đi mua cái hàng này giờ bán hiếm lắm bạn, ít lắm, ít có người mà dám nhập hàng này giờ bán lắm bạn, tại nó là hàng nằm bạn, hàng chết, hàng nằm á, giá nó cao lắm, tiền bán cái hàng này nữa, tiền lời của nó ngang với tiền gửi ngân hàng luôn các bạn, cái tiền mà để đầu tư cái hàng này để bằng cái tiền gửi ngân hàng lấy lời ăn luôn á. Thì hàng này nó hàng nằm á các bạn, cho nên mấy anh em mà mua bán lại á là cái giá nó cao lắm, nên nhiều anh em cũng nhát lắm mà không dám đầu tư để mà bán đâu. Ít cũng có bạn, nhưng mà ít lắm bạn, rất là ít, rất hiếm luôn. Đó là hàng đặc thù, hàng nằm. Còn các bạn nào mà mua giờ dùng á, mua một cái rồi chứ cũng chả ai mà mua hàng này mua lần chục cái đâu. Mua một cái là thấy nó muốn cháy túi rồi bạn. Rồi các bạn có nhu cầu mua thì hoặc là ai mua thì giới thiệu giúp mình nha các bạn. Thì mình cảm ơn các bạn nha. Rồi, xe rù nha. Hàng này, hàng này là chuyên bên bãi này là bãi xe rùa các bạn, chuyên xe rùa. Xe rùa với lại cẩu, mấy hôm có mấy đào nữa mà mấy đào bán rồi bạn, mấy đào bán rồi. Hàng này mình đầu tư cho em mình nó bán với lại nó bán luôn bạn, nó đứng ra nó bán luôn. Anh em góp vốn cổ phần vậy các bạn. Rồi mình quay số phụ tùng nữa nè, các bạn mua phụ tùng cũng có luôn nha. Thì những con máy mình rã ra nè. Đây. Mình đang rã cái cẩu này ra bán nè, bạn nào mua mình chơi luôn. Mình cho đi luôn các bạn, đó. Rã cẩu ra bán nè, cẩu này bạn đó. Rồi đó, cái cần cẩu này, các bạn nào mua cái cần cẩu này thì alo mình nha, mình bán luôn đó. Dài lắm nha các bạn, nó dài khoảng 1m, 2m, 3m, 4m, 5m đó bạn, nó dài khoảng gần 5m đó. Cần cẩu này các bạn dài khoảng gần 5m nha. Mình đó, nhiều con mua giờ các bạn là bên mình nhiều con nó bị lỗi gì đó bạn, là mình rã ra mình bán sắt luôn, rã ra bán phụ tùng bán sắt luôn, bán cẩu bán ben rồi vậy các bạn. Thì đã chơi hàng Nhật bãi mà bạn, con nhiều con dời nó ngon thì mình bán nguyên con, còn con nào nó lỗi nó bị gì mình rã ra bán phụ tùng các bạn. Có đây này đó, thì rã ra nó cũng có cái tời nè, cước là tời, dây xích tời các bạn. Con này thì bán rồi bạn, con này bên mình bán rồi nè. Đây nè bạn, đó. Dây dây nhựa nè, phụ tùng. Nói chung mấy cái phụ tùng này bên mình chơi toàn đồ rinh hết nha. Thì mình tận dụng lại bạn, tận dụng lại đồ rinh. Để mà nhiều con nó giờ nó bị đứt dây các bạn, mình lấy phụ tùng gắn vô. Đây có xịt thuốc nữa nè bạn, đó. Hàng kêu rít nha các bạn, kêu rít. Đó, kêu rít. Thì kêu rít là bên cắt cỏ thì anh em biết rồi đúng không? Kêu rít Echo 260 rồi đó bạn, là kêu rít đó. Thì thằng này nó chuyên xịt thuốc nè. Đây là thùng nha. Thùng này to lắm bạn. Thùng này để đựng thuốc nha các bạn. Đó. Mấy con này chưa có dọn bạn, chưa có dọn kiểm tra lại đâu. Đây ti của nó nè, thì xịt thuốc này nó dùng ti sứ nha các bạn, ti sứ. Ti này là chuyên cái này nó phun nhiều bét lắm bạn. Cái này các bạn mà xịt gắn máy ngồi kéo không nổi đâu, phải gắn máy ba pha mới kéo nổi. Nếu mà gắn motor á phải ba pha kéo mới nổi nha. Còn máy mà hai thì kéo không nổi đâu. Thằng này nó đang kéo máy dầu đó bạn. Máy dầu á nó bơm nhiều bét lắm nha. Con này nó bơm nè, bét của nó nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nó bơm mười mấy bét đó bạn, 14, 15 bét á, con này á. Đó. Nói chung là cái này nó mạnh lắm bạn, ti sứ này nó mạnh lắm, nó đẩy mười mấy, 15 bét á. Nó nhiều con mình rã ra này. Đây,
Đó, đây nè bạn, nhiều có đầu nó mình rã ra nè. Thì mấy cái đầu này nó mắc tiền lắm bạn. Nhiều bạn không biết á, tưởng rẻ nhưng mà thật ra nó mắc tiền lắm nha. Nó cực kỳ mắc luôn, nếu mà dân chuyên các bạn là biết giá trị của nó bạn. Còn dân không chuyên á là mình cứ nghĩ là đồ dây chai nó rẻ mà không có đâu. Mắc lắm nha các bạn, đồ này mắc lắm. Nếu mà nói về giá mới của nó thì tiền tỷ đó bạn. Không phải, nguyên con máy luôn bạn, nguyên con máy chứ không phải cục này không nha. Tại vì cái đồ này nó nằm trên máy bạn à, chứ không có bán rời đâu bạn. Đồ này nó nằm trên máy á, xịt thuốc á. À, có xe điện nè. Xe điện này anh em nào có người già mua về cho cha mẹ người thân mình nè. Đây bạn, hàng Yamaha nha. Có anh em nào mà có con này mới đó bạn, mà bình của nó hết rồi, hết bình rồi. Hết bình rồi nha. Nó còn mới keng à. Tem tiết đồ còn nguyên si các bạn. Ừ, vỏ rồi nè. Hàng Yamaha luôn bạn. Bạn nào mà có người già lớn tuổi các bạn, cha mẹ lớn tuổi mua về tặng. Con này chưa có dọn, chưa bỏ bình vô đó. Hàng bên Nhật rồi, mấy đứa nhà mình nó chuyên làm gara các bạn, nó không có biết làm đồ này. Nó đồ này nó là điện bạn, xe điện, nó chạy bình nha. Bình ắc quy, hàng Yamaha bên Nhật luôn nha các bạn, hàng bên Nhật luôn. Thì thằng này nếu mà gắn bình vô là nó phải sạc bằng điện 110 nha các bạn. Chứ không phải sạc điện nhà 220 mình đâu. Tem tiết đâu còn nguyên si. Đó. Đây mình còn ít cào cào nè. BB43. Con này mấy anh em đi uống cà phê và pháo rồi các bạn. Rồi đi hoặc là mấy anh chủ vườn, chủ mà chủ trang trại rồi á, mấy bạn nào mà chủ trang trại rồi á, tháo cái đuôi này giục mẹ nó đi. Đó, đi leo nó cao nè các bạn, chạy nó không bị ngập nước đồ, nó không bị ngập. Mình chạy vòng vòng đồ coi lính lát rồi nó làm sao á, mấy anh chủ trang trại rồi á, đầu tư con này là đúng bài luôn nè. Đó, ngồi nó cho một em chân dài nữa đi theo cầm cái dù nữa che nắng cho nữa. Cho ra ông chủ. Siro. Đây là mấy con nữa nè bạn. Lỗ này mua giờ chủ yếu là đi mấy anh chủ trang trại rồi đi coi lính công cán đồ nó làm thôi chứ. Chứ lỗ này đừng có mua giờ làm gì hết. Nè, có số nữa nè anh em. 1 2 3 4 5 6 7. Số mới lắm nha, còn đẹp lắm. Hàng này đẹp lắm nha. Đây nè, đẹp. Con này thì nhìn nó còn liền nữa bạn. Con này mới nè, con màu xanh này nhìn nó liền nữa. Nó mới nè bạn, mới nè. Nhìn nét nè. Con này cũng đẹp nè. Con này thì nó dàn, còn dàn khung nha. Con này nó chuyên con này là máy cây lúa bạn, mấy cây lúa. Phải không ta, mấy cây lúa đúng rồi. Ừ, bánh xe mà. Rồi thì các bạn mua thì liên hệ trực tiếp cho Đinh Ba Bú mình nha các bạn, 0948 206 103 nha. Số điện thoại mình để bên dưới tiêu đề có Zalo nha các bạn. Hàng này các bạn đừng gọi cho thư ký nó không có thể nào tư vấn các bạn được đâu. Con này nha. Buổi đó. Tại vì thư ký nó không có biết hàng này đâu các bạn. Nó rành bên nông cơ cắt cỏ đồ thôi. Cưa cắt cỏ đồ thôi chứ hàng này nó không rành đâu nha. Có con máy đào Kubota nè các bạn. Thì con này bên mình đang dọn lại, kiểm tra lại nha các bạn, kiểm tra lại. Con này hàng Kubota Mini nha, KH007 các bạn. Hàng đào này nó là loại này dành cho mấy anh em mà thầu xây dựng đồ á, đào xây nhà đồ các bạn, đào móng đồ nè. Đó, đào móng, đào miết đồ, cái gầu của nó bằng đây các bạn. Gầu của nó khoảng găng tay của mình là 20 phân nè. Khoảng tầm 30 các bạn, cái gầu nó 30 phân thôi, chiều ngang cái gầu của nó 30 phân thôi nha. Con này xích xiết đồ nè, còn bên mình đang kiểm tra lại bạn. Các bạn mà cứ làm thì bên mình sẽ dọn nha, cho thợ thầy dọn kiểm tra rồi lại luôn. Rồi mới gửi đi nha các bạn, mới gửi đi cho các bạn. Rồi. Các bạn có nhu cầu ủng hộ Đinh Ba Bú mình hoặc có ai mua máy này thì các bạn giới thiệu giúp mình nha. Rồi thì mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn nha các bạn. Đây có con xe rùa mini này nè các bạn, gọn đẹp nè. Con này nhìn đẹp nè các bạn. Mới nè, con này ốc vàng khe nè đó. Hàng nghiên rinh nha, máy móc thì bên mình không có dọn đâu các bạn. Hàng này đa số giờ chủ yếu là dọn bề ngoài thôi. Còn máy móc thì
Cái máy này nó cũng rẻ đó bạn, máy chủ yếu bề ngoài thôi nè, dàn khè luôn nè, mơ ken này bạn thấy không, mơ ken nó nhiều con bây giờ nó mới vậy đó bạn, nó mới vậy luôn á, nước sơn rinh luôn nè bạn, mơ ken tem luôn nè, con này đẹp nè bạn, mini mới ken luôn. Dù bạn nào mà chơi con này được nè, thùng của nó nè, thùng này nó mở ba hướng luôn, mở cái này mở ra luôn, cái này mở ra được luôn đó. À, mở ra này thôi nha các bạn, mở ra này thôi, còn hai bên kia không ra được đâu. Ủa, con này mới hơn, con này con xe rùa bánh xích nha các bạn, bánh xích mini nha, con này nó đặc thù, nó mini, nó dành cho những công việc vận chuyển mini nhỏ gọn. Thùng con này khoảng chiều ngang nó khoảng 1 mét nha các bạn, chiều ngang nó khoảng 90 á, tới 1 mét, tầm 1 mét đó các bạn, chiều dài nó khoảng 1 mét luôn. Thùng vuông nha các bạn, thùng nó vuông. BKG50 này, này hàng hãng gì đây? À, G là của Kubota đó bạn. Động cơ của nó là 5 ngựa 8 mà, này, 5 ngựa 8. Đẹp bạn. Nghĩ rồi. Rồi mấy thầy thợ nghĩ. Rồi thôi chào bạn nha, mình vô lên mâm lên đĩa chuẩn bị nhậu rồi các bạn. Các bạn nhu cầu thì liên hệ cho mình nha. Mấy anh em nông cơ thì thấy video này thì thôi tạm thời bỏ qua nha các bạn, chờ mình dời cắt cỏ, cưa cắt cỏ rồi liên hệ sau nha. Khi nào mình dời hàng cưa cắt cỏ thì mình livestream nha. Hàng này thì dời được nha các bạn, hàng lớn này dời được, các bạn biết sao không? Tại vì hàng này bên mình bên công đóng giờ là khai thuế rồi, nói chung là đóng thuế rồi, nói chung hàng vô bình thường nha các bạn, hàng lớn này cứ vô bình thường cũng sao hết. Còn cái hàng nhỏ, hàng cưa cắt cỏ đồ là vô cũng được nha các bạn. Còn hàng này vô thoải mái, hàng này các bạn muốn giờ bao nhiêu cũng được hết á. Đó, hàng này hàng nằm nha các bạn, hàng nằm. Rồi. Mà hàng nằm thì các bạn hiểu rồi. Cái tiền mà để đầu tư hàng nằm á bằng tiền lời gửi ngân hàng đó bạn. Rồi. Con này VIP nhất rồi các bạn. Rồi chào các bạn nha, anh em nào các bạn mà có nhu cầu mua xe rùa máy cẩu gỗ này, mấy nào thì các bạn liên hệ cho Đinh Ba Búa mình nha, đừng gọi cho thư ký nha bạn, mình sẽ tư vấn cho. Bạn nào mà thích vào tận bãi để coi thì các bạn cứ vô đây nha, mình nuôi ăn nuôi ở luôn, ngủ với mấy anh đợi nhà mình luôn. Rồi các bạn coi thoải mái, thử thoải mái luôn rồi. Rồi bên mình sẽ chở máy với chở các bạn giờ luôn, có xe tải chở về tận nhà luôn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc anh em mạnh khỏe và có một buổi tối vui vẻ và mạnh khỏe bên gia đình người thân yêu nha các bạn. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha.